Khi ngủ thì anh em mới nói mà. Em bảo kêu là biết như sau này mà có đây nữa là không phải tìm được. Nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Đây, mình giới thiệu về mình cho bạn nữ bên kia biết đi. Em tên là Long, năm nay em 26 tuổi. Em là quản lý bán hàng ở bên một công ty thuốc lá. Quê em ở Thái Bình và hiện tại nhà em ở Đồng Nai. Và em đang làm ở Long Khánh. Quê Thái Bình, Đồng Nai làm Long Khánh. Mời em giới thiệu. Em tên là Vương Ngọc Trang Đài. Năm nay em đã được 52 tuổi. Ngược lại chị. Ngược lại anh. Hiện em đang là giáo viên của trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Chỗ ở hiện tại là ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 11 ạ. Chứ quận 11 xuống Đồng Nai xa không? Gần lắm ạ. Khi có tình yêu thì đường không có xa đúng không bạn? Dạ. Mà em cũng đang làm ở dưới đó nhưng mà cũng sắp chuyển công tác về Sài Gòn đó. À chuyển về Sài Gòn vậy là tốt rồi, chuyển ngay quận 11 luôn nha tôi nha. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng đã trải qua một mối tình rồi. Một mối tình, bao nhiêu năm bạn? Là 5 năm. 5 năm? 5 năm. Mối tình dài đấy. Dạ. Rồi, bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có tính tình đơn phương không chị? Em muốn tính sao em tính? Dạ, nếu mà tính tình đơn phương luôn là 3 mối tình rồi chị. À không, bạn nam bên này rất là nhiều chị. Vậy á hả? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, thứ nhất là sẵn sàng chia sẻ với em. Tại vì những cái gì mà em suy nghĩ nó đều hiện sẵn trên khuôn mặt của em rồi. Nên những bạn nam của em cũng muốn mong muốn là nếu mà anh ấy muốn gì thì anh ấy hãy nói thẳng ra. Anh ấy không có mập mờ. Vậy thì hai bên san sẻ với nhau thì dễ dàng để mà sống chung hơn, rồi cũng tiết kiệm thời gian để làm được nhiều việc khác thay vì cứ giận nhau hoài. Bạn trai mình cảm giác như thế nào với những chia sẻ của bạn gái vừa rồi? Dạ, đối với những cái chia sẻ của bạn gái thì em thấy cũng phù hợp với tính cách của em. Tính cách của em rất là thẳng thắn và quan tâm chia sẻ với những người thân trong công việc hay là cũng như trong xã hội. Em muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn gái là có duyên là được. Ngoại hình không quan trọng lắm mà ví dụ như cao từ 1m55 trở lên là được rồi. Rồi, như vậy rồi. Là được ha. Bạn trai có vẻ là dễ tính á. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút. Đặc điểm tính cách của em là có hai đặc điểm nổi bật nhất. Thứ nhất là nhoi và thứ hai là thích phiêu lưu. Nhoi có nghĩa là em không bao giờ ngồi yên lặng, trầm tĩnh được trong vòng 30 phút. Lúc nào em cũng phải kiếm việc để làm. Còn nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ. Còn thích phiêu lưu là em rất thích đi phượt, đi chơi với mọi người, với bạn bè. Tuy nhiên đi phượt một mình cũng là một cái thú vui ạ. Đó giờ đi một mình nhiều chưa? Dạ, em từng đi phượt một mình qua Hàn Quốc ạ. Cũng hơi liều một chút nhưng mà cũng có rất là nhiều kỷ niệm thú vị ạ. Bạn trai, mình có thấy bạn gái bên này có vẻ hơi mạnh mẽ đó, bạn có ái ngại gì không? Dạ, không sao đâu ạ. Em cũng thích một người như vậy. Mình có tài, cái biệt tài gì đó không em? Hát hả? Dạ. Được, nào hát bài vui vui rồi. Đọc rap đi. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em chẳng thể phải phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì em xa em quanh anh chỉ còn là bóng tối. Chờ một ngày mai chờ, chờ một ngày tương lai chờ. Ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Con đường dài, con đường dài, con đường dài lắm, con đường dài lắm. Đếm 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày trôi. Biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai? Bao ngày thật là dài khi không có em bên cạnh. Anh cảm thấy giấc giá lạnh mà làm sao em yêu hiểu thấu khi mình đó. Có duyên mà dạ. Có duyên dễ thương mà. Ồ, có đồng tiền nữa ta. Hai mươi lúc đồng tiền nữa ta. Tôi khoái với người nào có đồng tiền giống tôi, răng khển ta. Ghê ghê ghê. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì chắc là khi ngủ thì em hay nói mớ thôi. Ê, cái này giống em nè anh. Em nói mớ mà bạn em chùm ai cũng biết hết luôn á, biết tiếng luôn anh. Đâu đang nói gì, ví dụ như bên đây ngủ nói gì? Ví dụ thí dụ em gì? Em không biết. Sao vậy, sao em biết em ngủ em hay nói? Bởi vì là những cái người ở ngủ cùng với em. Ai ngủ cùng với em? Bạn học sinh viên cùng phòng. Rồi tụi nó kể sao? Nó nói em nói gì? Là, ví dụ như là ban ngày mà đi học tối về đi học tiếp, hay là ví dụ như em đi làm bây giờ em đi gặp khách hàng tối đi gặp khách hàng tiếp. Bạn
em bảo kêu là ví dụ như sau này mà có gia đình á là không ngoại tình được, ban ngày có gặp ai thì tối là khai hết. Hay, cái vụ này cũng hay à. Còn em mới sao, em mới sao? Dạ cũng gần gần như bạn, như anh ấy bên đó. Thì ví dụ ban ngày em chuẩn bị thi speaking thì ban đêm em sẽ nói lảm nhảm gì đó bằng tiếng Anh, nhưng mà mọi người không ai hiểu hết trơn á. Hoặc là đôi lúc lâu lâu suy nghĩ cái vấn đề gì trong ngày thì ban đêm thì em cũng suy nghĩ lại. Cũng nói mớ luôn. Hai chồng là tối nằm ngủ mạnh ai nấy nói. Người nói người dịch. Anh bên đây rất là dễ thương, nhẹ nhàng, có thể chiều chuộng em được. Đúng em không thích gì ở người đàn ông? Hút thuốc lá ạ. Thật ra thì ba em hút thuốc lá, nhưng mà mỗi lần ba em hút thuốc lá thì đi ra ngoài. Và ba em rất là tôn trọng không khí trong gia đình, tôn trọng mẹ và tôn trọng các em. Nên cái việc đó thì cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên một ngày hút một điếu thôi, không quá nhiều. Đúng rồi, hút thuốc nhiều có hại sức khỏe. Còn không thích gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi, vậy đơn giản quá. Em có đáp ứng nhu cầu được những cái điều mà bạn gái vừa mới đưa ra không? Dạ, được anh ạ. Nhớ nha, bên đây nguy hiểm lắm đó nha. Hôm nay em có đi với ai không? Em có đi với cả ba người bạn. Em thấy bạn gái bên cạnh này nè anh Long, dễ thương, rất là duyên và rất là dịu dàng. Đó là một trong những cái tiêu chuẩn của anh Long. Ồ, chị thấy nhoi lắm mà. Như thế là tính cách em thấy là năng động và cũng rất là phù hợp với anh Long. Và xin chia sẻ với bạn nữ một chút, anh Long là một người sống rất là chân thành, sâu sắc và rất là cầu tiến. Rồi, bạn gái có đi với người thân nào không? Dạ, em mời chị đồng nghiệp với em, chị Liên ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào Cát Tường. Chị thấy sao? Tình hình hai bên hợp với lý không? Anh dạ, nãy giờ nghe thì thấy hai bạn có vẻ rất là hợp. Chắc chương trình cũng khó khăn lắm để tìm được một cặp như thế này. Hai bạn có điểm chung đó là cả hai người có vẻ rất là thẳng thắn, nhiệt tình. Trang Đài thì là ở cơ quan là một người được ban giám hiệu rất là thương yêu, đồng nghiệp rất là quý mến và học sinh nó cũng rất là thương. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ thì hai bạn có thể gặp mặt nhau đó, có mọi người tư vấn hết rồi. Quan trọng là mắt nhìn mắt ha. Dạ, xem ăn thua mình thôi ha, ăn thua cảm xúc không của mình thôi. Cảm ơn. Cô thích trai đẹp không? Dạ có chị. Có chứ, ai bảo thích đúng không? Đúng rồi, chị. Rồi, bắt đầu. Một chàng trai hết sức dễ thương, xoay lại sau lưng chứ nhìn tôi làm chi trời. Anh có món quà tặng em. Cái tặng cũng lạ đấy, bất ngờ đó. Thay vì tặng bó hoa này tặng nguyên chậu kiển. Bó hoa về nó héo anh, chậu kiển nó có thể nuôi chăm sóc nó sẽ được lâu hơn. Em trai em rất là giỏi chăm sóc chậu kiển ạ. Chăm sóc một vườn hoa trước nhà luôn. Bạn em để em chăm sóc chứ tự nhiên đưa em trai em chăm sóc. Dạ tay em nó rất là nóng, mẹ em bảo vậy, tại vì em đụng cây nào là chết cây đó. Rồi hai bạn có thể nhìn nhau nói chuyện đi. Là cái ấn tượng ban đầu của em về anh như thế nào? Thì anh cũng dễ thương, nhìn chung là ổn. Cảm ơn em. Thì em có vẻ là một cô gái cũng có sự đa dạng về tính cách. Vừa đa dạng về tính cách có nghĩa là ban ngày em dày, ban đêm em trở thành một người khác. Không phải, có nghĩa là trong những môi trường khác nhau thì mình sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau á. Ví dụ như lúc mình là một người năng động, nhưng lúc khác mình lại là một người rất là điềm tĩnh. Nói gì dài bị bắt bẻ, tao nói ổn, em ổn rồi được rồi. Anh có đủ tự tin để làm cha của một đứa con gái không? Nếu sau này em có con gái và em cần nó phải tự lập, phải bản lĩnh, chứ không có được dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào, chỉ dựa dẫm vào ba mình thôi, thì anh có đủ tự tin để có khả năng chăm sóc được con như vậy không? Đối với hiện tại bây giờ thì cái sự việc nó chưa xảy ra. Nếu như khi mình có con rồi á thì giống như từng ngày mình sẽ cũng sẽ lớn thêm theo dần với con, thì anh nghĩ là có thể. Anh cũng rất thích con nít, con gái cũng thích, nhưng mà con trai thì chắc là cũng sẽ thích hơn. Dạ rồi, anh có hỏi gì nữa không? Thì cái ví dụ như là cái mơ ước của em trong cái cuộc sống thì trong tương lai á là như thế nào? Dạ mơ ước của em giản đơn lắm anh. Một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành, đạt được nhiều cái ước mong mà em chưa hoàn thành được. Cái đó không đơn giản đâu, cũng phức tạp lắm á. Không, thật ra là chỉ đơn giản là con em phải biết năng khiếu một chút xíu, ví dụ là đàn hoặc là hát hay một chút xíu thôi, giống như là ba em vậy đó, ba em hát hay, còn em là thảm họa âm nhạc. Tại vì trong thế kỷ 21 này nếu mà mình chỉ có kỹ năng cứng không thì không có được, phải có rất là nhiều kỹ năng mềm. Vậy nên con cái nó cũng phải còn học nhiều thứ lắm. Em nói về em hơi nhiều về con cái tại vì em hơi lo sai chút xíu, nhưng mà chứ không có gì là nghiêm trọng lắm đâu ạ. Không, như thế là tốt mà, rất tốt đấy. Thôi nói gì thật là tình cảm với nhau đi. Tình cảm thì hứa khi nếu mà kết hôn với em thì anh sẽ làm gì hứa cho người ta yên tâm đi. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.
hay mình nói một câu tỏ tình gì đó để có thể quyết định bấm nút hay không bấm nút. Thôi để em nói cho. Rồi em nói đi. Sư Huynh à, hôm nay tiểu muội lên đây á là dù có thích hay không á đều bấm nút hết á, nên sư Huynh nhớ điều đó nha. Tôi mấy giờ tôi khen cô này hay tôi chê nữa, nhiều khi thấy cô cũng được lắm mà sao nhiều khi cô kỳ dữ vậy ta. Ây da, nói như vậy là không có được nha, ngồi đây bấm nút là một sự nghiêm túc chứ không phải được không được cũng bấm mà nha. À, dẫu sao thì lên đây cũng là cái duyên rồi mà, dẫu sao thì cũng phải bấm chứ. Bấm như vậy á là có đôi khi làm người ta hụt hẫng á nha, khi về mà không thích người ta là kỳ lắm à. Dạ chắc cũng có thích đó ạ, để em bấm đi ạ. Cũng có thích là bấm, còn không thích không có bấm mà nha. Dạ. Nhìn say đắm quá ha. Sao nói câu gì ngọt ngào với cô ấy đi. Dạ, anh rất có cảm tình với em. Cảm ơn anh. Còn em? Em cũng vậy. Suy nghĩ thật kỹ nha. Giống như những gì nãy giờ anh Quyền Linh với chị Tường nói. Thật sự cảm nhận, thấy trái tim mình rung động. Và đây bấm nút là để hẹn hò với nhau, chứ không phải bấm nút để làm bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Lý do tại sao mà một cô gái dễ thương hiện đại thế này, năng động thế này, tại sao bạn lại không bấm? Dạ là thì cái cảm xúc ban đầu đối với em á, giống như là nó quan trọng lắm. Khi mà em thích một ai đó thì em cũng là có những cái cảm giác rất là rõ ràng, thì em có thể là tiến tới sâu xa hơn được. Còn đối với bạn thì có thể là làm bạn được. Không sao cả, chúng ta không tìm đến tình yêu, chúng ta sẽ là những người bạn rất thân thiết. Biết đâu trên con đường đời nó có nhiều cái sự thay đổi gì sao. Bạn gái cảm nhận thế cảm nào? Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? À, có hơi hụt hẫng chút xíu nhưng mà không có sao. Tại vì đối với em mà nói thì cái việc mà bấm nút hay không thì có vẻ anh ấy rất là quan trọng. Đúng. Đối với em thì cũng quan trọng, nhưng mà em còn có một số điều mà ảnh hưởng tới việc em có bấm nút hay không. Bởi vì khi mà lên đây quay phim á, nó cũng sẽ được lên YouTube nữa. Mà lên YouTube có nhiều ảnh hưởng lắm, nên tốt nhất là em nên chọn biện pháp an toàn. Cho dù lên YouTube hay là không lên YouTube, khi chúng ta bấm nút là chúng ta lựa chọn một điều hết sức thiêng liêng. Chúng ta không thể đùa với chuyện đó được. Nếu chúng ta yêu thương thực tình, tôi hôm nay công nhận bạn trai rất là bản lĩnh. Bạn có cái hay của bạn, bạn rất giỏi, bạn rất là năng động. Cái điều không ai có thể không nhìn thấy được. Có thể nói là nếu bạn này không bấm nút, ở câu lạc bộ online chúng tôi sẽ có nhiều bạn bấm người, nút người, bạn. Nhiều người nãy giờ xem họ sẽ bấm nút bạn. Ví dụ rồi. Vậy họ sẽ kết bạn với còn bạn. Còn bạn trai vậy cũng sẽ có nhiều bạn gái đồng ý bấm nút với bạn trai. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn. Chúc chị. Hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào. Hả Màng. Mời bạn trai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chúng ta nghe các bạn giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh đẹp trai và chị Cát Tường rất là xinh. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Mỹ Trinh, năm nay 28 tuổi, sinh ra ở Ninh Thuận, làm nhân viên tư vấn tài chính ở Tân Bình, Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào quý khán giả. Chào bạn. Em tên là Thái Sơn, ở quê Sóc Trăng. Em đang công tác ở Biên Hòa Đồng Nai. Em đang quản lý một công ty ở Biên Hòa. Quản lý về gì bạn? Về sản xuất các hàng nông sản xuất khẩu. Nông sản xuất khẩu. Mình sẽ chia sẻ chút xíu về hồ sơ lý lịch tình yêu nhé, bạn gái. Dạ, em hồi đó giờ thì cũng rất là ít yêu và em chỉ có trải qua một mối tình thôi. Thế bạn trai bên kia là mình trải qua mấy mối tình rồi bạn? Trải qua một mối tình này chị Tường, cũng chia tay cũng mới cách đây 6 năm à. 6 năm? Dạ. Mới cách đây có 6 năm à. Quen nhau bao nhiêu lâu bạn? Cũng gần 5 năm. Gần 5 năm, dạ. Một cuộc tình rất là dài. Em cũng đã tiến hành cái lễ đính hôn rồi. Sau đó lại hủy hôn do cái người nữ đó. Họ có con đường thứ hai của mình thì em cũng tôn trọng quyết định của người ta. Tức là người nữ đã có một người khác. Dạ đúng rồi. Tại sao xa xong 6 năm vừa qua mình chưa tìm được người nào khác hả bạn? Cũng muốn lắm chị. Chứ sống mà đi làm sao mà thăm mình đôi lúc cũng có những ngày cuối tuần đôi khi cũng muốn đèo bạn gái đi chơi hoặc là ăn quà vặt khắp Sài Gòn mà thiếu điều tại công việc nhiều quá. Rồi. Bây giờ cả hai bạn mình tính thì khi nào thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được là phù hợp bạn nữ?
Dạ, em thì luôn sẵn sàng rồi chị, mà mong là trước 30. Bạn trai? Em nghĩ thời gian hợp lý là có thể là 1 hoặc là 2 năm chị. Cũng vừa khoảng thời gian. Như bạn gái muốn tìm một người yêu lý tưởng mình như thế nào? Cao trên 1m65, da ngăm. Chuyện. Đừng có trắng nha, em ghét trắng lắm chị. Dạ. Cái tường trắng nó yếu lắm chị. Không, vừa không trắng nha. Chưa chắc đâu là mạnh đâu em. nhìn cái cảm giác nào nó yếu yếu làm sao á chị. Rồi. Dạ. Rồi còn cái gì nữa rồi, không? Rồi đừng có ở dơ chị. Đàn ông hay ở dơ. Đừng có ở dơ. Không có rồi em. Có gì nữa không về vóc dáng mà tướng tá? Dạ không? Là xương to, nếu mà có râu quai nón thì tốt. Trời ơi. Đen rồi râu quai nón nữa hả? Xương to giống anh Huyền Linh quá vậy. Dạ đúng rồi, anh Hiền Linh cũng là một cái mẫu của em đó chị. Về tính cách có điều gì không? Em sợ nhất là người giả dối, tại giả dối mất thời gian của nhau lắm. Anh có thấy vậy đúng không anh? Đúng rồi. Vậy còn bạn trai, bạn đặt ra cái mẫu người bạn gái của mình là người như thế nào? Cao khoảng 1m6 đổ lại thôi. Có bao giờ làm ổn định, đó là yêu cầu trước tiên của em. Còn xấu đẹp đó em không quan trọng vấn đề đó. Về tính cách á, thì thứ nhất là phải là người phụ nữ của gia đình. Và bên cạnh đó phải là người năng động. Bớt chiều cao xuống chút được không? Dạ được chị. Dạ. Yêu cầu thôi chứ khi mà nhìn nhau rồi tình yêu đến thì 1m4 cũng được. Chứ nửa mét cũng yêu luôn. Đâu qua nón đâu được kia, đúng chuẩn luôn ha. Trai quá trời luôn rồi, vậy ổn dạ, rồi. Dạ đúng chị. Ở dơ có không? Không, ở dơ thì không có. Cô chị cũng ghét ở dơ lắm á. Nhiều khi mình đi làm về cái ngày mệt mỏi đó. Biển tắm đúng không? Dạ không anh. Mình thường là ăn tối trước. Rồi sau đó mới tắm thì nó hơi chạy xíu. Cũng không sao, miễn có tắm là được rồi. Dạ. Chào anh Huyền Linh. Anh này đàn ông nhìn cũng anh vẫn thích đấy. Bởi vì cái dáng của anh nó rất là phong trần. Dạ. Người rất là năng động, bởi vì quản lý mà vững vàng. Dạ. Rồi đôi mắt rất là đẹp. Mà đúng ý em luôn á, đen luôn rồi quay nón nữa. Em cũng xinh nữa. Hai người lấy nhau và để con mắt đẹp lắm này nha. Rồi, cặp này hợp lý. Ừ, mình có đi với người thân đi theo. Bây giờ nha. Mình hỏi coi ý kiến người thân sao cái đã. Dạ, mẹ em phải lặn lội ngoài quê vô luôn á chị. Ủa vậy hả? Dạ. Ồ, cho chị gặp mẹ đi. Dạ, mẹ em. Dạ, chào cô. Rồi chào bạn Cát Tường với bạn Quyền Linh. Thì theo như thấy bạn nam ở này á, thì được tốt, nhưng mà điều bên ngoài mình nhìn á thì mình thấy chắc là rất là khó tính. Quản lý mà cô phải khó tính lính mới nghe được chứ. Cũng tùy trường hợp với cô, tức là khi trong công việc thôi, nhưng mà còn bên ngoài con nói chung cũng rất là thoải mái với bạn bè. Cô sợ về khó tính với con? Dạ, không có. Cô hứa ly lúc mai mốt nếu mà có gì con sẽ gì đó. Dạ con hứa với cô ạ. Hứa sao? Con hứa với cô nếu mà sau này mà con có cọc cằn khó tính với bạn thì cô quánh con hả? Như thế nào con cũng chịu. Ủa mà anh khó tính là khó tính sao mà nó hiện ra nét mặt luôn. Nói chung là khó tính chỉ là trong công việc thì chị, chẳng hạn như tôi yêu cầu chẳng hạn sáng nay anh phải làm cho tôi được bao nhiêu đó, thì nếu mà anh ok rồi anh phải làm cho bằng được, nếu mà anh không làm được thì sẽ khiển trách anh. Đúng rồi. Ví dụ như bạn gái dạ, mặc đồ hơi hở hang chút à, móng tay móng chân sơn hay là tóc nhuộm này được không? Không, cái đó cũng tùy trường hợp chị. Chẳng hạn như mình đi dự tiệc thì tất nhiên là mình phải make up, điều đó là điều tất nhiên. Nhưng mà chẳng hạn như mình không thể nào ở nhà mình ra vườn mình sơn móng tay hay là mình kéo chân mày được. Tùy với hoàn cảnh của mình mà mình có cái trang phục kiểu hợp lý. Cũng khó tính thiệt ha. Thôi bây giờ thôi để hai trẻ gặp nhau đi cô ha. Rồi tình hình nó sao chúc cô quyết định nha. Rồi kéo màn lên. Hôm nay là có mẹ bạn gái đi nữa đó. Dạ. Rất là quan trọng ha. Dạ. Nào. Cô gái Ninh Thuận và chàng trai Sóc Trăng, chúng ta hãy gặp nhau. Dạ. Em chào anh. Em tặng bà cho anh nhé. Cảm ơn rất nhiều. Rượu nho hả Phan? Chưa gì mời anh uống rượu rồi cho anh say xỉn nè. Rượu nho đặc sản của quê em á. Rồi, thấy anh đẹp trai không em? Em thấy về cái độ tiêu chuẩn đẹp trai là ảnh chắc là đạt cũng được 9.5-10 đó chị. Em có hai thắc mắc thôi. Cái thứ nhất, em rất là ngại cái người đàn ông mà lăng nhăng á anh. Có nghĩa là trăng hoa với lại là hả, gặp gái là cứ mình không có bắt chuyện, nhưng mà người ta mà bắt chuyện với mình hoặc là người ta trao đổi với mình là thôi rồi luôn. Thì tất nhiên đàn ông con trai thì ai cũng ga lăng. Dạ. Nhưng mà khi mình đã quen một người nào đó rồi á thì chỉ một người đó thôi. Quen nhau mình cũng quen, khi chia tay rồi anh sẽ tôn trọng con đường của em đi và em cũng sẽ tôn trọng con đường của anh đi. Chưa quen mà tính chuyện chia tay trời. Dạ không chị. Dạ đúng rồi, em cũng rất là thích những người tính rõ ràng anh. Còn điểm sống của anh cũng là gì? Em rất là thích kiểu dáng của mình. Em nhảy khiêu vũ thì rất là tốt. Thì không biết là anh có thích cái môn thể thao này không? Và anh thì trong 72 phép thần thông món đó là anh không biết. Wow. Món không biết, bây giờ anh cũng biết tại chỗ. Đúng. Hay là bây giờ để em hướng dẫn cho anh nhảy lì cha 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 đi, mọi người thấy được không? Nếu mà em đã có hữu ý thì tại sao anh lại khước từ được? Anh cứ làm theo em thôi nhé. Okay. Anh bước ngược lại em. Rồi, okay. Rồi, ok. Hai, ba. Em rồi. Xuống nè. Rồi, anh lên phải không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Thì em xuống nè. Rồi. Một, hai,
chân sau, chân sau. 2. Rồi, okay. Rồi chân. Chân đạp 3, chân ta đó. Đúng rồi. 4, 5. Được không? Em nghĩ là em nhảy cùng chiều với anh đi. Hai đứa nhìn về một hướng nó dễ hơn. Yeah. 2, 3, 1. Wow. Anh bước cùng chân với em luôn. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Được không anh? Em lại một lần nữa nha. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mong là anh về tập thể dục nhiều hơn. Thôi em nhảy đi em. Mình thôi em nhảy mình em đi em ơi. Về em dạy đóng cửa, em dạy ảnh. Em thấy mời mẹ em lên không được không? Được. Em trai, xuống mời nhiều mẹ lên kìa, đứng lên. Dạ. Rồi, ít thôi nha. Rồi, coi mẹ đang học hỏi nha. Cảm ơn cô nhiều. Tại dạ. Em cũng rất là muốn mẹ em tập thể dục cho nó khỏe chị. Anh nói là những người, những gia đình mà có đam mê nghệ thuật á, dạ, rất là thoải mái. Chưa, nhìn nhau, đang tâm sự okay. Mà bây giờ hai người có thể trao đổi một số vấn đề về vị đám cưới thế nào. Kế hoạch về tình con yêu là sao, kế hoạch gì đó, hẹn hò. Nếu mà hai đứa sau này mà tiến đến được với nhau á, thì chẳng hạn chuyện con cái thì anh nghĩ nên dừng lại hai con là đủ. Thứ nhất. Thứ hai thì trong quan điểm tình cảm anh thì cũng đơn giản lắm. Thì ai cũng có một cái không gian riêng cho mình ha, không phải lúc nào yêu nhau em cũng phải đi với anh, hoặc là khi mà em đi với người khác anh thấy là này ghen, thì cái đó là đối với anh thì anh rất là thoáng những chuyện tình cảm. Yeah. Nhưng mà một chữ thì luôn luôn phải có là sự chung thủy. Em thấy rất là bất ngờ khi mà quan điểm của anh có đến khoảng 8-90% giống quan điểm của em. Thì nếu em không ngại mà quê hương anh đứng bằng đồng chua đó, cái nồng anh nghèo cài lên sợi đá thì anh cũng nguyện một lần đưa đó em về nhà suốt đời. Có thời gian. Yeah. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, tĩnh tâm lại, suy nghĩ và có quyết định bấm nút hay không. Chuẩn bị, để tay vào nút bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay để cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt nè. Và sẵn có mẹ, bạn gái rất ngồi nhanh đây. Lẹ. Chúng ta hãy nói điều gì đi. Con xin phép cô, cho phép con được xin gì. Trời ơi. Vậy là em nghĩ là chắc là chưa được nắm tay đâu anh nhỉ. Nếu mà có thời gian thì những ngày cuối tuần thì con cũng xin phép cô được đưa bạn đi chơi để cho tụi con có thời gian tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Dạ. Cô thấy sao cô? Thấy cũng đẹp đôi á. Đây những chiếc vé xem phim giúp các bạn có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị Tường. Đây còn nữa nha, đặc biệt quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Chúc các bạn sẽ tiến xa trên đường hôn nhân nha. Và các bạn dẫn nhau đi xem phim. Này thì em cũng tìm hiểu về phụ nữ, ví dụ như là khi lập gia đình thì phụ nữ sẽ có tâm lý như thế nào, phụ nữ khi sinh con mang bầu cảm giác làm sao, rồi nhan sắc nó sẽ bị tàn phai theo do là thay đổi sắc thái á, thì em cũng có tìm hiểu. Cái này là nôn lấy vợ dữ lắm rồi nè, trời ơi. Người như vậy thì em yên tâm. Yên tâm đúng không? Dạ. Bạn gái thì nói chung là đúng với cái suy nghĩ của em mong muốn khi em đến tham gia chương trình. Theo em nghĩ thì đổ nắng thì hoa sẽ nở, đổ tình yêu thì mình sẽ về cùng một nhà. Xin mời nhà gái. Mời em. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Nhà gái mình giới thiệu một chút về mình nào. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em tên Cao Thị Hương, năm nay 28 tuổi ạ. Em làm nhân viên kinh doanh. Em đang sống ở đâu và làm việc ở đâu? Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê thì ở Thanh Hóa. Quận mấy em làm, quận mấy? Dạ em làm ở quận 5 ạ. Quận 5. Mời em trai. Dạ xin chào tất cả quý anh chị ở trong trường quay, ekip cũng như là hai người MC, chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Chào em. Thì em tên là Đinh Công Hữu. Hôm nay em 30 tuổi.
À, sinh ra và lớn lên là ở Bình Định. Hiện tại đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại là đối tác của FPT. Ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em là người có lập trường, bản lĩnh và tư tưởng thì rất là vững vàng. Biết làm vlog, quay video, edit, làm phim. Là một người, nói chung là trước khi mà đến với trường quay này thì em cũng tìm hiểu về phụ nữ. Ví dụ như là khi lập gia đình thì phụ nữ sẽ có tâm lý như thế nào, phụ nữ khi sinh con, mang bầu, cảm giác làm sao, rồi nhan sắc nó sẽ bị tàn phai theo do là thay đổi sắc thái á. Thì em cũng có tìm hiểu. Và trong quá trình mang bầu thì khi nào mình cần phải truyền đạt đến cái ý thức của người con ở trong bụng mẹ nhận biết được. Cái này là nôn lấy vợ dữ lắm rồi nè, trời ơi. Hay đó, những người phụ nữ nghe chuyện này khoái lắm á. Ừ, còn điểm yếu thì sao cưng? Dạ, điểm yếu của em thì do mọi người hay nói chân mày em rậm cho nên là nhìn em rất là dữ. Còn cái điểm yếu nữa là khi mà em thích ai thì nói chung em hơi ngại nói chuyện. Hơi ngại. Nhưng mà có người thân hay bạn bè gì tác động thì em lại không thấy ngại. Rồi, chúc mừng em thích cái tác động liền nha. Dạ. Mà em có giữ không? Em có giữ không vậy cưng? Giữ thì em không biết, mọi người xung quanh nói thôi. Nhưng mà những người mà tiếp xúc với em nhiều thì kêu em rất là hiền và thường hay bị bắt nạt. Rồi, vậy là được rồi, yên tâm rồi hả cưng? Rồi, em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì khá siêng đấy, thích chăm sóc gia đình và làm việc nhà. Cũng nhanh nhẹn hoạt bát và cũng hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu? Điểm yếu thì của em thì lúc mình làm việc mệt mỏi thì cũng hơi lời chút. Rồi cũng hay nhõng nhẽo với bạn trai. Rồi cái cảm xúc của em khi nghe bạn kia nói là bạn nghiên cứu rất kỹ về vấn đề là bà mẹ và trẻ em, em có cái cảm xúc như thế nào? Người như vậy thì em yên tâm. Yên tâm đúng không? Dạ. Chị còn yên tâm giùm em nữa. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình. Hai mối? Một mối tình là năm đầu sinh viên ở ngoài Đà Nẵng. Rồi, mấy năm? Dạ, em quen gần một năm. Rồi, gần năm. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em mới chia tay bạn gái năm 2019 là lúc em bị đứt dây chằng. Nhưng mà quen bao lâu? Dạ, cũng gần một năm. Hai mối tình chỉ gần năm thôi hả? Dạ. Có sâu đậm gì không? Dạ, có mối tình đầu tiên thì mối tình đầu thôi nên là em quen bạn đó là được một năm. Nhưng mà tới năm 2014 thì lúc em đang đi bộ đội á, thì bạn đó có nói em là quay lại. Nhưng mà em nói là khi mà bạn muốn quay lại thì phải gấp để nói chuyện. Chứ còn mà nói chuyện qua điện thoại thì em không đồng ý. Giận vì... chứ hả? Quay lại phải gặp đó. Dạ không, trong suy nghĩ của em là em bạn đó phải nghiêm túc với cái chuyện đó chứ không thể nào mà qua lo chuyện nói được, cho vui là được. Tự nhiên quen lại phải qua điện thoại chứ gì, phải gặp nhau bàn bạc đúng không? Dạ. Rồi, chính chắn. Rồi, bây giờ còn mình thì sao, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng trải qua 3 năm sinh viên, là thời sinh viên. Còn mối tình thứ hai thì mới cách đây 1 năm. Mới cách đây 1 năm thôi, giống như bạn kia y chang luôn. 2019. Dạ, em cũng nói trước luôn là cái mối tình thứ hai là mối tình hơi lằng nhằng nhất, và cho bạn trai bên kia biết luôn. Bởi vì là bọn em cũng đã tịnh định là sẽ tới kết hôn rồi, nhưng mà do công việc hai đứa bận á, nên là đăng ký kết hôn trước, rồi cuối cùng đám cưới không xảy ra. Không xảy ra. À, cuối cùng hai đứa lại lôi nhau ra tòa ly hôn. Trời đất ơi. Dạ. Hai bên, hai họ có biết không? Dạ, hai bên cũng biết luôn. Hai đứa làm xong rồi mới nói. Vì từ đầu là hai gia đình cũng không có đồng ý cho hai đứa kết hôn. Sau đó gần tới khi mà kết hôn á, thì hai gia đình xảy ra những cái chuyện mâu thuẫn mà không giải quyết được. Và là không đi đến kết hôn luôn. Đúng rồi, không đi đến kết hôn và hai đứa lại cũng phải chấm dứt. Đó là lý lịch trích ngang thôi. Bây giờ ta tính tới tương lai nè. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Dạ, một nửa của em thì em thích bạn nữ là người chia sẻ. Nói chung là không thích bạn nữ là người sống nội tâm. Rồi ví dụ như trong cái khúc mắc gì đó thì bạn cứ nói thẳng thắn. Chứ đừng có vì một chút tự ái hay là giận hay là dỗi gì đó thì tạo ra một cái khúc mắc lâu ngày, thì dẫn đến cái tình cảm nó nhạt dần đi, thì nó lại đổ vỡ đi cái chuyện của hai người. Thì nó lại dơ. Như ông cụ non rồi, thấy không? Cái này anh yên tâm, cái gì mà em không vừa mắt hay gì em sẽ góp ý hoặc là sẽ trao đổi trực tiếp, sẽ không để trong lòng lâu. Nói chung là nhà trai là rất là kỹ lưỡng luôn á. Em có cảm giác em bị lo xa quá không? Dạ, em là người nói chung là va chạm sớm từ gia đình khổ từ nhỏ, cho nên là em nói chuyện ra cái gì em cũng nghĩ trước nghĩ sau, cho nên là bạn bè người thân của em ai cũng nói em là cụ non hết. Cụ non? Không là tốt mà. Khi em nghe cái tình trạng mà của bạn gái nãy chia sẻ thì cái cảm nhận của em thế nào?
Dạ, đối với em thì chuyện quá khứ thì nói chung là giống như là một cái trang sách. Mình đã lật qua rồi thì mình có thể lật lại được. Nhưng cái quan trọng ở cái niềm tin ở tương lai là bạn đó phải tự tin để bước đến cái cuộc sống mới. Bạn phải mạnh mẽ đối diện với sự thật. Không phải vì quá khứ làm đau buồn hay là một cái gì đó mà bạn đó không dám đi đến tương lai chứ. Rồi, chị muốn hỏi em nè, em có sợ mấy ông cụ non không? À, dạ không, em thích những người trưởng thành và có thể dẫn dắt em trưởng thành sợ. Hơn. Em rất thích những người như thế. Em rất thích những người như vậy hả? Dạ. Rồi em mong muốn cái người bạn trai của em về nhân dáng, về ngoại hình nó sẽ như thế nào? Nói chung cứ đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, nhìn chuẩn là được. Trời, chuẩn luôn. Chuẩn là theo em như thế nào là chuẩn? Như ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ấy. Cô thích ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Cái mẫu người phải giống Nguyễn Phi Hùng. Được. Nguyễn Hùng cũng rất là nghiêm chỉnh ha. Tôi cũng thích cái đúng người rồi. Mà giống Nguyễn Phi Hùng luôn. Nhưng mà tôi thích Lê Tuấn Anh nhất. Mỗi người có một cái gọi là thế mạnh riêng, thích ai cũng được ha. Quan trọng là mình sống thế nào thôi. Em không thích điều gì đàn ông nè? Dơ. Hỏi bệnh đi em ơi, mình có ở sạch không? Đây chắc không ở dơ nổi đâu. Dạ tại vì bên em làm kỹ thuật ngày nào đi làm về cũng đổ mồ hôi, mà ở dơ thì nó hôi sao mà ngủ được. Ở đây kỹ lưỡng lắm, không ở dơ đâu. Miễn sao trước khi ngủ anh tắm là được rồi. Bây giờ mình đi với ai nè em? Dạ em đi với bạn thân của em. Bạn thân rồi. Dạ chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ chào anh Hữu ạ. Bạn của em là một đứa mà khá tự lập, với cũng có ý chí với suy nghĩ nó cũng người lớn. Thì anh Hữu đây thấy cũng ổn đó Hưng ơi. Ổn không? Ổn đó Hưng. Ổn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Chú với ai vậy? Dạ em đi với lại em trai ở trong công ty ạ. Dạ em xin chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân cùng toàn thể các mọi người trong trường quay ạ. Em còn là đồng nghiệp của anh Hữu. Thì anh là một người khá là thẳng tính. Có gì nói thẳng, nhưng mà mỗi tội là FA hơi lâu, hơn chục năm. Nên là hôm nay anh đến đây là kiếm người yêu thì em thấy chị là ok 10 trên 10. Ok 10 trên 10 luôn. 10 trên 10 luôn. Rồi, mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi. Thì anh có món quà này, nói chung là anh là người sống thực tế cho nên là anh muốn tự tay mình làm cũng như là muốn truyền đạt những cái suy nghĩ của mình. Thì trong này là anh có ghi trong từng cái nốt luôn. Dạ. Nói chung là màu xanh thì muốn làm khi mà ví dụ như anh em mình quen nhau thì sẽ làm gì. Và ví dụ như là bài hát anh sẽ hát tặng em. Thì nói chung là mỗi tối thì cứ mở một nốt ra để mình đọc những cái suy nghĩ của anh. Trời cũng như nó muốn truyền tải đến em. Bốc thương cái thôi. Trời ơi. Em tặng anh cuốn sách ạ. Đọc lớn lên nào. Cuộc sống có 24 giờ, 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ, 8 giờ sinh hoạt. Luôn sáng tạo để tình yêu không nhàm chán. Đấy, vậy là bốc đúng tình yêu rồi đó. Rồi dậy lại đi. Tối mình khám phá tiếp. Hai bạn quay mặt vào trò chuyện với nhau đi. Bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Dạ em cảm nhận thì nói chung bạn gái thì nói chung là đúng với cái suy nghĩ của em mong muốn khi em đến tham gia chương trình. Thì anh cũng muốn hỏi em, ví dụ như trong thời gian mà mình tìm hiểu thì trong cái suy nghĩ của em thì bao lâu là em muốn tiến tới hôn nhân? Theo em nghĩ thì đổ nắng thì hoa sẽ nở, đổ tình yêu thì mình sẽ về cùng một nhà. Khoảng đi, em cho khoảng cụ thể luôn đi. Bao lâu, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm gì đó cho người ta yên tâm đi. Gia đình anh có hối lập gia đình sớm chưa? Tại vì khi anh đến chương trình này, cái điều đầu tiên anh suy nghĩ á, tại vì lúc độc thân anh là người đi rất là nhiều nơi và làm rất là nhiều tiền, nhưng mà ngược lại anh thấy chả có bao giờ dư hết á. Thì anh mới thấy là những cái người mà họ lập gia đình thì họ dư rất là nhiều. Cho nên anh muốn đến mình lập gia đình, vì một cái cột với lại một cái mái thì mới thành một ngôi nhà được. Không thể nào mà cột với mái mà thiếu một thứ mà có thể thành một gia đình được. Cho nên anh nghĩ là sự chiến thắng, sự tin tưởng khi em gặp anh tại chương trình này thì cũng cho em một phần niềm tin nào đó để em đưa ra một cái quyết định. Thì anh nghĩ là chậm nhất thì 6 tháng hoặc là đến 1 năm. Thì anh nghĩ là tuổi của mình cũng đã chuẩn rồi, không có gọi là như là tuổi 20, 21 là còn phải suy nghĩ nhiều, còn muốn đi chơi nữa. Yeah. À,
Vậy nếu được thì sang năm mình cưới luôn ha. Vậy nếu được thì sang năm mình cưới luôn ha. Oh. Em có muốn hỏi gì với anh không? Anh có hay đi nhậu nhẹt với bạn bè anh em gì không? Anh có một cái tật xấu đó là hay chơi game. Bởi vì không có bạn bè, đa phần công việc của anh mà khi có cảm hứng gì đó thì anh hay chơi game để về thư giãn khỏi bị áp lực, cũng như là không có nghĩ ra được cái ý tưởng gì đó. Và thường là hay nghe nhạc đứng ngoài không. Vậy thì còn rượu chè, thuốc lá, nói chung là những cái tật xấu đó là anh không có. Chỉ có một cái là nói chung là chưa có vợ thôi. Không sao, nếu mà có đi nhậu nhẹt với bạn bè thì em cũng không có ý kiến gì. Về trước 10 giờ là được rồi. Rồi bây giờ bạn Nam bước tới nắm tay cô gái và hát tặng một bài nào đó để chúng ta cùng giao lưu một chút cảm xúc với nhau nào. Nhìn vào mắt bạn gái, nắm hai tay luôn. Anh sẽ hát tặng em và mọi người ở đây bài Nửa Vầng Trăng. Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai chặn rơi trên sông. Cùng sông nước trăng trôi lang thang, đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ơi phương xa, người nhớ mong em đây ngóng chờ. Chờ em tới với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng. Dạ em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn gái nào? Mình sao cưng? Này em sẽ tặng anh bài à. Mình yêu nhau đi ha. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tìm muốn gì và nói cho em nghe. Một câu thôi, 1, 2, 3, 5, anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến hôn em ngay đi. Hay quá, đó đàn ông vậy mới là đàn ông quyết đoán. Em nói một câu gì đó, em trai, một câu gì đó. Hôm nay anh đến chương trình này, nói chung anh là người có trách nhiệm với gia đình của mình cũng như là em và con cái mình sau này. Nếu như em đồng nút bấm nút ra về với anh thì anh xin hứa tất cả những gì ở tương lai anh sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ với những quyết định của mình. Em đồng ý. Bấm nút. Yeah. Đẹp, rất đẹp. Xí tay câu nhau thật lâu nữa. Em đồng ý. Hôn nhau nào. Rồi. Đó, hồi đó tới. Trời ơi, tùy theo cơ. Ôm lại luôn đi, ôm lại luôn. Đó, rồi thôi, xong. Xong. Hôm nay con đến đây, con cũng cảm ơn là hai bác đã sinh ra em. Thì con đến đây là để dẫn em về nhà, để làm dâu nhà con. Thì khi mà làm dâu nhà con thì con sẽ chăm sóc em thêm cho cô với chú, cũng như là con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời còn lại của em. Trời ơi, trời ơi. Chuẩn bị kỹ lắm luôn rồi á, thật quá hay luôn. Gái cảm nhận sao? Em muốn theo về nhà luôn. Về em nhà muốn theo luôn. Về nhà luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Đây, đi bên đây. Nếu có tin vui thông báo cho tụi anh nha. Dạ, chắc chắn rồi ạ. Ừ.
Dạ em đang làm kinh doanh quán cà phê và một tiệm cầm đồ. Chủ tiệm cầm đồ thì theo em thì sao? Ngon không? Ngon, ngon. Ngon. Em thì cũng được ba mối tình nè. Mối dài nhất bao lâu? Hơn 7 năm. Trời ơi. Mối tình đầu mấy năm? Dạ 3 năm. Tình thứ 3? Hơn 5 năm rưỡi. Yêu mười mấy năm rồi đó. Trời, em sanh ra đời chỉ để yêu thôi đó hả cưng? 11 năm trời yêu. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Mời quý vị theo dõi tiếp Bạn muốn hẹn hò. Mời nhà trai. Rồi, hò đi em. Xin mời nhà gái. Hò đi cưng. Rồi, bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên em gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia và tất cả anh chị ở khán đài chương trình Bạn muốn hẹn hò này. Em tên là Nguyễn Mạnh Tuấn, năm nay 31 tuổi. Em sinh ra ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại đang làm việc tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm gì? Dạ em đang làm kinh doanh quán cà phê và một tiệm cầm đồ. Là một mình anh làm chủ hết luôn á hả? Dạ dạ. Thôi mời nhà gái. Em tên là Phạm Thị Lê, năm nay 29 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ hiện tại em là nhân viên văn phòng ạ. Vậy hả? Dạ. Sau này là đi làm bà chủ tiệm cầm đồ hốt tiền thôi. Nghe, với chủ quán cà phê. Em nói luôn đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình sao nè? Dạ, em là một người khá là hòa đồng ạ. Vui vẻ. Còn điểm yếu của em là hơi thẳng tính, với hơi nhút nhát với người lạ. Dễ bị khớp á chị. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là có thể nấu ăn, chơi được tất cả môn thể thao và hoạt bát nhanh nhạy trong tất cả mọi công việc. Đúng rồi, làm bán cà phê rồi tiệm cầm đồ phải nhanh nhạy đó. Quá giỏi ha. Trước khi em làm tiệm cầm đồ bán cà phê thì em làm gì? Dạ em sinh viên ra trường. Em ra học Sài Gòn, cũng học Sài Gòn 4 học năm. Gì? Học bên cao đẳng cơ khí tự động trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngay quận Tân. Sao dẫn dắt qua là mẫu quán cà phê cầm đồ? Quá trình học xong rồi em về quê thì cái cuộc sống nó xô đẩy mình lại làm cái nghề khác. Điểm yếu là gì? Điểm yếu là trong cách ăn mặc thì nó phải phù hợp với em, là em màu hay là cái kích cỡ gì á là hơi khó trong đó thôi, lựa chọn. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua tổng cộng là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là từ thời đi học. Dạ mối tình thứ hai thì mới trải qua cách đây khoảng gần 2 năm ạ. Gần 2 năm, lý do gì chia tay? Kiểu hai người chỉ ở cái mối quan hệ là đang tìm hiểu thôi ạ, chưa gọi là chưa chính thức ạ. À vậy hả, là dạ. Được mấy năm cơ? Dạ chỉ tầm khoảng hơn 6 tháng thôi ạ. Hơn 6 tháng thôi. Mối tình mà 6 tháng là sáng tháo liền. Em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng được 3 mối tình nè. Mối dài nhất bao lâu? Hơn 7 năm. Trời ơi. Dài quá, sao chia tay vậy em? Thì sau này cuộc sống, công việc nó, hoàn cảnh nó nhiều cái vấn đề nên. Mối tình đầu mấy năm? Dạ 3 năm. Tình thứ 3? Hơn 5 năm rưỡi. Yêu mười mấy năm rồi đó. Trời, em sanh ra đời chỉ để yêu thôi đó hả cưng? 11 năm trời yêu. Trời ơi. Trời ơi thiệt. Thôi bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dạ thì hiền lành và biết ngoan lễ phép, thông minh. Trời ơi, nhìn cái mặt si tình quá à. Phong phú về tình yêu ghê luôn vậy đó. Dạ cũng hơi nặng tình. Em mong muốn một người bạn hiền lành đúng không? Dạ. Ngoại hình cô ấy như thế nào? Dễ nhìn mà. Giờ ta yêu ba mối tình nó dài quá rồi, giờ ta chỉ cần đơn giản dễ nhìn thôi là được. Dễ nhìn, nhẹ nhàng, sơ đắm hả? Dễ nhìn nhưng mà nhìn không có dễ ha. Là sao, nhìn không dễ là sao? Sao mới là dễ nhìn? Thì đó hỏi đi. Nhìn sao mới dễ? Thì đó người ta đang hỏi nè, đó trả lời đi. Rồi hãy qua bên đây ngó. Để tôi nhìn trước cái đã, coi không. Nó có dễ nhìn không? Trời ơi. Và mối tình cười, nụ cười tỏa nắng coi. Trời. Ôi, có hai đồng điếu luôn. Rất là trẻ trung. Nè, nhìn đi. Này dễ nhìn thiệt á. Nhà gái rất là xinh, mình phải công nhận á. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Biết chia sẻ, quan tâm, là một tiếp người thuộc về gia đình, biết quan tâm gia đình. Chủ tiệm cầm đồ thì theo em thì sao? Ngon không? Ngon, ngon. 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 Chủ tiệm cà phê theo em sao nè? Quá ngon. Quá ngon luôn. Có cần dễ nhìn hay là có cần như nào về ngoại hình không? Cái yêu cầu của em. Em bị ấn tượng cái nụ cười đẹp á. Đó, em cười cho chị coi nào. Dạ. Em cười đi, em cười cho chị coi nào. Trời khó ơi. Nha, cười sao đẹp. Em không thích điều gì đàn ông nhất nè? Dạ, em không thích tính gia trưởng ạ. Có gia trưởng không? Dạ,
thì tính em rất hài hòa, rất hòa đồng nên cũng không ra trượt. Và trong cái công việc là nó có vấn đề là cái nghề của mình nó phải là thẳng thắn giúp. Cái nghề này phải không thẳng thắn cũng mệt lắm. Thôi thôi mình hỏi ý kiến người thân. Đúng rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ và các bạn anh chị. Thôi hôm nay có mẹ đi nữa nè, chào mẹ. Con rể tương lai cô thấy nhìn coi sao? Thì đến đây thì trước mắt là chào hai em xin. Dạ, dạ, chào cô. Rồi là chào các tất cả mọi người đây. Dạ. Tôi thì cháu là Út. Trước đây nữa thì tôi nói là chưa yêu, mà đến nay không thấy chắc yêu về. Thì tôi cứ nóng lòng nóng ruột lắm. Đến nay thấy là bạn bè thì tiền các bạn bè đi hết rồi. Ít là cũng muốn lấy chồng rồi đó. Cái bạn này thì tôi thấy được. Dạ bạn. Cái nụ cười của bạn này theo mẹ thì có đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp đúng không? Cảm ơn cô nhiều. Anh ta đi với ai? Dạ em đi với hai người em của em. À rồi. Dạ. Chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Và tất cả các bạn ở trong trường quay. Anh Tuấn thì vui vẻ, hòa đồng, nó rất biết thương người. Nhưng mà cái gì trong công việc thì anh rất là thẳng thắn. Trong tình duyên thì anh hơi lận đận ạ. Anh em thấy chị này hiền được ạ. Ok tiêu chuẩn của anh ạ. Anh là nhà gái rất là xinh. Đàn trai là bấm nút trước khi mở rào luôn. Mở rào để yeah cái đi. Bây giờ nếu tôi đàn trai tôi bấm nút trước khi mở rào luôn. Yeah cái đi, yeah cái đi. Yeah. Yeah, mở rào. Hả? Mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi ha. Mở rào. Chào em. À, lần đầu gặp em có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cái này là bánh em thích ăn, em gửi anh, mong anh sẽ thích nó. Dạ cảm ơn. Này là em làm đó hả? Dạ không, em đặt chỗ em hay ăn đi. Bánh này ngon đó, nhìn là hấp dẫn lắm á. Bánh trứng muối nha. Dạ. Hai cái à? Bối rối quá vậy. Rối rồi. Đó. Xuyến xoắn rồi, xuyến xoắn cuồn cuộn rồi. Thôi giờ mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái đi. Hát bài gì đó. Rồi em cười cái đi rồi hát nè. Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Ăn mặt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu. Vâng. Bạn gái. À, em hát bài cầu hôn ạ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một bó hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh rất thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em say đưa lớn, để rồi xa xa ta vẫn có nhau. Yeah. Fan nhà gái đông quá hả? Chào em. Dạ, chào nhà em. Mình ở đâu? Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình đã xuống Vũng Tàu chơi rồi chưa? Dạ cũng mới xuống hồi Tết ạ. Đi với bạn bè? Dạ em đi với bạn bè. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng. Anh cứ giống như điều tra xét hỏi thế anh. Dạ, dạ. Anh nhẹ nhàng say đắm tí ra nào. Mình cụ thể hơn là cái công việc kia không? Dạ em là nhân viên mua hàng anh. Mình bán vào mặt hàng gì? Sau này anh có thể ủng hộ gì đó, hay là em út hay bạn bè gia đình anh gì đó là có thể ủng hộ em được. Dạ công ty em sản xuất chỉ may mặc. Chỉ may mặc, ok. Dạ. Về văn phòng máy tính là gì là mình rất là thành thạo đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Rồi em có gì hỏi anh không? Anh có thích đi du lịch không? Ừ, có chứ. Anh thường đi đâu ạ? Anh thì cứ bây giờ hiện tại là công việc cũng hơi nhiều nên sắp xếp sẽ được thôi, nhưng mà đi hay đi Đà Lạt thôi chứ. Ừ. Nha Trang chưa đi? Em đã đi Nha Trang chưa? Dạ, chưa. Em đi nơi nào xa nhất rồi trước giờ? Em đi Thái Lan là xa nhất. À, đi nước ngoài luôn? Dạ, đi có lần. À rồi ok. Thì có dịp sau này thì mình sẽ đi được nhiều hơn. Dạ. Viên á, em có đi học cao đẳng đại học gì đâu? Dạ có, em học ở trên Sài Gòn cũng 6 năm. Trường nào em? Em học cao đẳng công thương, xong rồi liên thông lên đại học ngân hàng. Ở đó biết trường đại học Nguyễn Tất Thành không? À, em có đi ngang qua đó. Em học là khóa nào, từ năm nào? Các bạn không có thời gian đâu. Chúng ta đi thẳng vào quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên. Em đã đủ gọi là mình đủ niềm tin hay là chuẩn bị hôn nhân chưa? Dạ, sự suy nghĩ về nó nhiều chưa?
Em nghĩ hôn nhân là phải xuất phát từ hai đứa. Nếu đủ và đúng thì sẽ tiến tới hôn nhân. Anh thì còn chín chắn rồi nên anh mới quyết định hôm nay anh lên anh đăng ký chương trình. Em có nghĩ đây là một bờ vai vững chắc cho em nếu như là em lập gia đình với anh ấy không? Dạ, qua cách nói chuyện thì em thấy là khá là trưởng thành về suy nghĩ. Chắc em nghĩ là ổn. Dạ. Tạm thời gian nó ít nên nhưng mà sau này có cơ hội thì anh em sẽ nói chuyện nhiều hơn. Dạ. Bạn trai. Dạ. Em thấy trong người thế nào rồi? Thì cũng có bối rối gì xíu. Em hãy bước tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hỏi em có ghen không? Nào, bước tới đi. Sơi. À, bước tới nắm tay ha. Bạn chào gái đứng lên. Mình trao nhau những cảm xúc ban đầu thử xem thế nào. Nắm hai tay bạn gái luôn. Có ghen không? Dạ, chắc là không. Sao không ghen? Hả? Thì em cũng không biết nữa, chưa ghen bao giờ. À, vậy cố gắng đừng sau này đừng ghen nhiều nhé. À, em hỏi lại đi, anh có ghen không? Dạ, vậy anh có ghen không ạ? Ừ, anh cũng có ghen chứ. Không, trong cái mức độ câu chuyện như thế nào là? Bây giờ em đang suy nghĩ điều gì trong trái tim của mình, hãy nói thẳng với cô gái cho cô gái biết. Qua cách tiếp xúc thì em cũng nhìn nhận được một phần nào con người. Em năm nay 29 tuổi rồi, dạ. Là 92 hả? Dạ. À, nó ra đường em ra xã hội cũng nhiều, cũng đi học tây đó cũng va chạm rất nhiều rồi. Nó cái cách nhìn nhận con người em sẽ có cách nhìn nhận của mình. Dạ. Ok, về ghế ngồi đi em. Chúng ta để tay. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để có thể cảm nhận đây có phải là một nửa manh ghép của mình hay không. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó nha. 1 Phong, 2 kiểm lại cái nút bấm bên đây. À, nó tháo luôn, nó bấm nó luôn rồi. Ok. Rồi. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Có thể nói chút xíu lý do. Gọi là cái ấn tượng là mình chưa cảm thấy là nó rung động lắm nên mình sẽ trao cái cơ hội đó cho người khác. Anh nãy giờ suy nghĩ ngược lại không á? Thiệt bất vậy đúng á. Đây là cơ hội một cô gái rất là dễ thương, rất là hiền lành. Có lẽ trong mắt mỗi người thôi. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm một nửa yêu thương của mình. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Thích màu cam. Thích màu cam. Thích màu cam. Bạn thích màu cam. Quả sao là anh lộn không sao được. Thôi vì bạn gái chứ em. Không sao cả. Tất cả chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn em gái rất nhiều nha. Chúc cho mỗi đứa sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và đặc biệt là sớm tìm được một nửa của mình. Một nửa của mình. Dạ. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ, cảm ơn. Thật là bất ngờ ha. Thật sự tôi không có thể đoán được tất cả điều gì cả. Cái gì cũng có thể xảy ra được hết. Chương trình vô cùng cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý khán giả tải và cài đặt ứng dụng NetClub để xem được chương trình sớm và đầy đủ nhất. Ông Vân và Quỳnh Linh xin chào tạm biệt. Hôm nay anh đến chương trình này, nói chung anh là người có trách nhiệm với gia đình của mình cũng như là
em và con cái mình sau này. Nếu như em đồng nút bấm nút ra về với anh thì anh xin hứa tất cả những gì ở tương lai anh sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ với những quyết định của mình. Em đồng ý. Bấm nút. Yeah. Đẹp, rất đẹp. Trước khi ghi hình thì em thấy hơi hồi hộp, là không biết nửa kia của mình thế nào, có giống như là cái mong chờ của mình hay không. Sắp tới ngày thì em lo là không biết phải làm sao, em cũng quên là cái món quà em định chuẩn bị là làm phin cà phê. Nhưng mà em thấy phin cà phê thì uống mỗi ngày thì không cần thiết. Em sẽ gửi tặng anh cái cuốn sách. Những cái cuốn sách đó thì nó lưu giữ lại những cái mà em đã từng trải qua. Và mong rằng anh hiểu, đọc và hiểu, thấu hiểu cái nội tâm của em. Bắt đầu đi. Thì anh có món quà này, nói chung là anh là người sống thực tế, cho nên là anh muốn tự tay mình làm, cũng như là muốn truyền đạt những cái suy nghĩ của mình. Thì trong này là anh có ghi trong từng cái nốt luôn. Dạ. Thì nói chung là mỗi tối thì cứ mở một nốt ra để mình đọc những cái suy nghĩ của anh. Trời, cũng như muốn truyền tải đến em. Bốc thương cái thôi. Trời ơi. Em tặng anh cuốn sách ạ. Đọc lớn lên nào. Cuộc sống có 24 giờ, 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ, 8 giờ sinh hoạt. Luôn sáng tạo để tình yêu không nhàm chán. Đấy, thì là bốc đúng tình yêu rồi đó. Bây giờ sau khi ghi hình xong, em vừa thấy vui mà vừa hồi hộp. Rất là bất ngờ. Em gặp được một người giống như mình mong muốn. Thì nói chung khi em tới lúc mà em đăng ký em tham gia thì cái lúc đó nói chung là không biết là chương trình có tìm được cho mình một người phù hợp hay không. Vì mình tính của mình thì rất là kỹ, tỉ mỉ nhiều thứ, cho nên là không biết sợ bạn nữ sau này về rồi có sợ là kỹ quá rồi khó sống khó ở hay không thì cũng rất là lo. Rồi nói chung là khi mà em lên tham gia chương trình rồi thì em lại nghe bạn nữ tâm sự chia sẻ, thì em thấy bạn là người rất là chín chắn, cũng như là trang quy suy nghĩ là một người cũng va chạm và trải nghiệm trong cuộc sống cũng nhiều như em, cho nên thì em thấy hai đứa rất là hợp với nhau. Có đặc biệt một cái là em cũng khi mà quay em cũng chưa có tâm sự, là từ hồi nhỏ tới bây giờ em toàn là đa số toàn là tiếp xúc với lại người Bắc rất là nhiều luôn. Và đến khi em đi bộ đội và em ra trường, bây giờ em làm việc cũng đều là người Bác hết. Thì cái điều đầu tiên mà khi em bạn gái đồng ý ra về cùng với em là em thấy nói chung là bạn là người quê ở Bắc, thì em cảm thấy nó giống như là cái duyên, cái nợ đã gắn kết cho mình đó. Người ta nói là mong muốn ở đâu thì gửi gắm ở đó đó. Lúc đó cảm xúc của em khi bạn nhìn bạn gái thì trong lòng của em không nghĩ là bạn đẹp hay xấu gì hết. Chỉ em quan trọng là nội tâm của bạn sống như thế nào, có phù hợp để ra về với mình hay không. Nhưng mà khi nhìn thấy bạn gái dễ thương cũng xinh thì em thấy rất là mừng, cảm xúc rất là vui luôn. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe thì muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến hôm em ngay đi. Khi bạn gái hát như vậy thì em cảm thấy bạn gái muốn gửi gắm một cái điều gì đó ở trong những cái lời bài hát, cũng như là em muốn ôm bạn gái là vì em muốn là nói chung là mình sẽ là người che chở cho bạn sau này. Em rất là bất ngờ, em không ngờ anh chủ động như vậy luôn, tự nhiên chạy qua ôm. Nhưng mà em thích những người chủ động như vậy. Ở Sài Gòn thì anh thấy có rất nhiều quán cà phê luôn. Thì anh em mình hẹn ra quán cà phê thì anh thấy em cũng thích đọc sách, cho nên anh cũng có sở thích đọc sách, cho nên là anh với em sẽ đọc sách nhau nghe nha. Em thấy thế nào? Được chứ. Em hay nghe sách nói, mà nghe sách nói thì buồn ngủ. Không biết là nghe anh đọc được em có buồn ngủ không? Nghe anh đọc được em có buồn ngủ không? Vì anh nói chung là giọng của anh thì nó hơi trầm, cho nên là đọc sợ không có hay.
nhưng anh tin rằng đọc nhiều lần thì em sẽ khó tính ngủ. Bởi vì nghe giọng nghe quen rồi thì anh nghĩ là nó sẽ không còn gọi là tạo ra cảm giác nó mất hưng phấn nữa. Kiểm lại cái nút bấm bên đây. À, nó tháo luôn nút bấm đó luôn rồi. Ok. Rồi. 1 2 3. Hết thời gian. Dạ, cảm xúc hiện tại của em là hơi buồn một xíu vì bạn em không có bấm nút. Nhưng mà không sao ạ. Chắc là duyên của em chưa tới, là nó sẽ tới ở một thời điểm phù hợp nào đấy ạ. Mình cảm thấy là sự rung động của mình là với người bạn nữ đó là nó chưa thực sự là rung động, nên mình muốn nhường lại cái cơ hội đó cho một bạn nam khác phù hợp với bạn hơn. Vâng, bạn nữ đó thì ngoại hình rất là được, nhưng mà mình theo cái mình là mình sống rất thật, rất là phải theo cái được và tất cả vào mắt mình, nên mình mới chọn, chứ mình không có thể dối lừa được cái con tim và lý trí mình. Thật lòng thì mình cảm thấy là bạn nữ đó hơi thấp một xíu, còn mọi mặt thì bạn ấy rất là được. Bạn nữ đó có thể là hơi thấp hơn mình xíu, nên mình có quan điểm là chưa hoàn thiện với mình, nên mình quyết định là mình không có nút. Bạn đó là một người khá trưởng thành, chín chắn trong mọi suy nghĩ. Em cảm thấy cái đó là điều ổn. Chắc là do tính cách của em không phù hợp với bạn đấy. Bạn đấy cần một người phụ nữ có thể cùng bạn đấy phụ trách công việc kinh doanh, thì phải mạnh mẽ. Có vẻ là em hơi yếu đuối so với cái bạn nó cần. Qua các tiếp xúc thì em cũng nhìn nhận được một phần nào con người. Em năm nay 29 tuổi rồi. Dạ. Là 92 hả? Dạ. Nó ra đường em ra xã hội cũng nhiều, cũng đi học, tay đó cũng va chạm rất nhiều rồi. Nó cái cách nhìn nhận con người em sẽ có cách nhìn nhận của mình. Dạ. Cái công việc của mình thì nó rất là đa ngành, gặp gỡ rất là nhiều, nên mình muốn một cái người phụ nữ nào đó là hoàn thiện, có thể là chiều cao, có thể là ngang mình và xinh xắn và thông minh trong cái việc ứng xử và việc nhà. Tại hiện tại là công việc mình rất nhiều, nên mình cần một người phụ nữ gọi như là người phụ nữ của gia đình đó. Em xuất thân là một kế toán, thì em nghĩ là em sẽ ok về việc sổ sách, máy tính. Còn việc ngoại giao thì em nghĩ là mình từ từ mình sẽ học hỏi thì nó sẽ cải thiện dần hơn. Và có vẻ chắc là do em hơi khá là thẳng tính, em đối xử mọi người rất là hòa đồng, ai cũng như ai. Rồi chắc người ta nghĩ là bạn này xem mình là một người bạn thôi, nên họ không nghĩ đến việc tiến tới mà xem mình cũng như là một người bạn, như một thằng bạn. Thưa thì cháu là Út. Trước đây nữa thì tôi nói là mình chưa yêu, mà đến nay hắn không thấy chắc yêu về. Thì tôi cũng cứ nóng lòng nóng ruột lắm. Thì nay thấy là bạn bè thì tiền các bạn bè đi hết rồi, ít là cũng muốn lấy chồng rồi đó. Dạ chắc mẹ em sẽ hơi buồn, tại vì mẹ em là một người mẹ kỳ vọng vào em nhiều về cái buổi quay hôm nay. Quan điểm của mẹ là sinh con ra phải gả vợ, dựng chồng cho con, nên là cái áp lực về, tại vì em là con út trong gia đình và cũng là người duy nhất chưa kết hôn, nên chắc là mẹ sẽ áp lực về em nhiều về vấn đề đấy. Hồi đi học em cũng không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nhiều, khá là thoải mái trong cái tư tưởng mà yêu, nên là em cảm thấy
Nếu mà mình kết hôn mà không phải một người mà không hợp thì trước sau gì cũng dẫn đến cái chuyện là chia đôi. Và cuộc sống độc thân của em hiện tại rất là ổn ạ. Nên là em nghĩ là đang 50-50 ạ. Em đăng ký chương trình để tạo cho mình một cơ hội cho 50% kia tìm một người phù hợp với mình, có thể đi xa hơn và hiểu mình hơn. Em chúc anh tìm được một nửa thật là phù hợp với mình. Hai người cùng nhau quản lý việc kinh doanh của anh thật là tốt ạ. Thì mình xin gửi bạn là mình sẽ trao một cái cơ hội đó, nó rất tốt nhưng mà mình cảm thấy không hợp nên mình không thể dối lừa được cái tình cảm của mình. Nên xin gửi cái tình cảm đó của bạn nữ đó cho một bạn nam khác. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em say đưa lớn để rồi xa xa ta vẫn có nhau. Con cảm thấy con là một đứa dễ ăn, dễ ngủ, dễ vui, dễ thích nghi, rồi rất là lạc quan. Con cảm thấy là từ trước tới giờ chưa có anh nào mà giống như là nhắn tin hay là gọi điện thoại cho con, nói với con là anh thích em là bạn gái anh nha. Điểm mạnh của em là ga lăng nè, biết quan tâm chia sẻ, biết lắng nghe và cũng giỏi việc nhà, thứ hai là biết nấu ăn. Dạ, biết nấu ăn. Người bạn gái là hiểu được cái công việc của em. Tại công việc của em là thường hay cũng có khi đi làm tối. Giống Mai không? Giang My á. Giang My á. Ưu điểm của em là người vui vẻ, tính tình thẳng thắn thật thà, rồi cũng có tính tự lập, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hơi bừa bộn một xíu. Bừa bộn? Trai mà bừa bộn sao chứ? Em khá vui vẻ, khá lạc quan, biết lắng nghe, chăm sóc và nói chung là thích nấu ăn. Khuyết điểm thì mau quên. Mau quên thôi. Dạ. Có gọn gàng không? Dạ cũng hên xui. Hên xui kìa, trời ơi. Hên xui. Không có người Linh xin gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ 22:30 thứ hai trên kênh HTV7.